Đêm qua 19 tháng 10, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình khai thác hải sản, ngư dân Châu Văn Kiệt, 22 tuổi, bị tai nạn và được các ngư dân trên tàu cá QNG 98768TS đưa vào đảo Trường Sa cấp cứu. Qua thăm khám và hội trần trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, Quân y đảo Trường Sa trần đoán, bệnh nhân Kiệt bị thương phần mềm trên cẳng chân trái, đứt bán phần cơ chảy trước, vết thương thấu khớp gối trái và đã tiến hành điều trị dùng kháng sinh, giảm đau, phòng chống uốn ván, giảm nề, bù dịch điện giải, phẫu thuật cắt lọc các vết thương, bơm rửa sát trùng, khâu nối cơ đứt và khâu bao khớp rách cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Kiệt tạm thời ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để điều trị. Quân y của đảo tích cực theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.